anh em nhé. Mình tiếp tục chuyến hành trình nha, tiếp tục làm đến các phần tiếp theo. Rồi, đây thì nhân tiện cảm ơn mấy anh em nào đăng ký kênh ủng hộ ha. Vì cái anh em đăng ký kênh thì mới kênh mới phát triển nè anh em. Rồi anh em cứ đóng góp ý kiến ha. Còn mấy anh em new buy thì cứ vào đây tìm hiểu nha, tôi làm địa chỉ rất là đầy đủ. Rồi. Đợt trước là mình có lụm được cái set đó nè. Winning Bond rớt cái release này mà tôi cũng không biết nó là cái gì. Tạm thời là cắt đi nè. Cắt đi mai mốt có cái nhiệm vụ nào mà liên quan tới cái này thì mình nào rồi. Tôi bỏ đồ Run Quốc này ra nè. Để tôi đeo cái bộ set này vô cho nó ngầu. Giờ nói chung mình cũng kháng full là nên là cũng không có cái gì. Còn này cái delete này cắt này ha, cắt này rồi mai mốt cái nhiệm vụ nào liên quan tới cái delete này mình lấy. Giờ tôi vẫn chưa biết anh em, tôi cũng giống như mấy anh em new buy vậy á. Giờ là cái này nó rất có nhiều cái mới lắm, tôi chưa biết nha, để từ từ mình tìm hiểu xem nó là cái gì. Rồi thì bây giờ mình ép cái kháng luôn nè, ép cái này nó không có ngọc gì hết đúng không? Giờ mình cũng mình mặc nó, mình ép ngọc cho nó nữa. Ví dụ như đây kháng rồi ok, nó này nó không mạnh bằng đồ quân quốc anh em, nhưng mà nó cũng được. Rồi nên mình có kháng độc là nó 79 đúng không? Giờ mình muốn tăng cái maximum kháng độc này lên xíu đúng không, cho nó cao hơn miếng nữa. Thì mình ép cái viên nào nè, này là kháng lửa nè, điện nè, kháng băng này, kháng độc. Ok, lấy cái này rồi anh em lấy ra em bao nhiêu thì anh em lấy ra mấy viên thôi. Ok, tôi sẽ ép 4 viên anh em. Vô cái áo này luôn đi. Áo này cộng defense. Rồi ép vô cái bao tay đi anh em. Nói chung là cái này cứ ép vô armor là nó sẽ cộng resist thôi. Chứ không cứ armor là bao tay, nón, áo đồ đúng không? Nên là cái nào cũng được. Rồi bây giờ mình ra mình so sánh cái bảng này ha. Bảng chính đúng không? Ép bao tay ha, 4 cái vô bao tay luôn. Rồi 80 nè. Đúng không? Cái này đó 81. Đó, 82. Đó, 83, ok chưa? Rồi ví dụ như giờ anh em muốn cái kháng kháng điện cái anh em tăng thêm thêm mấy điểm nữa đúng không? Thì anh em lại lấy cái viên kháng điện ra nè. Này là viên kháng ấy là đúng không? Kháng điện là viên Amber. Tua nó gì Amber đúng không? Kháng điện. Một. Hai. Ba. Bốn ngay, 4 viên. Rồi. Thì giờ anh em muốn ép vô cái nào cũng được, ép vô áo cái khiên cũng được. Ok, giờ tôi ép vô vô áo nha, không được ép vũ khí nha em. Áo vũ khí nó sẽ cộng cái khác nha, cộng hai remeter quan gì nè, không phải nha. Mình cần khe tăng maximum kháng. Ok, giờ ép vô áo đó, 81 nè, đó 82 nè, đó 83 nè, 84 nè. Ok. Không, cái 84, 83 đúng không? Còn 2 viên nữa. Mình có thể ép cái nào cũng được em. Ép luôn cũng được. Mình cần cái gì ép cái đó ha. Đây thì tôi thích kháng thì tôi cần kháng thì tôi thích ép kháng thì ép ngọc đó. Còn anh em thích ép cái khác vẫn được, hoặc là anh em ép cái Zwick cũng được. Zwick thì mình ráp tin bằng cái này ha, Zwick ráp tin này. Mình cần chỉ số gì thì mình làm ra cái chỉ số đó mình ép vô. Nó như cái này thì là phải mất 25.000 để mình ép nè. Còn này mất 10.000 nè, không? Đó. Cái review Jewish Rapting này tôi chỉ rồi nha anh em. Đó, ví dụ như anh em cần Lightning Bolt đúng không?
Thì đó, anh em bỏ cái duy quýt vô chưa đó, bất kỳ cái nào cũng được nè. Rồi anh em mà cái này nó còn một cái phần chanh nữa nè, có nghĩa là một phần ép nữa đó, thì ép ra lai tâm hết chắc chắn luôn đó, lai tâm hết mana tin hết nữa không đó, thì anh em ép vô. Nhưng mà cái này tôi chưa cần anh em, khi mà anh em ép rồi thì nó sẽ thành ra chữ cam. Giờ tôi vẫn thích thích, thích ép kháng nữa, như cái này là lửa này 281 đúng không, tôi muốn tăng kháng lửa lên, còn hai hai lỗ đúng không, ép hai lỗ kháng lửa luôn. Rồi vọng vô đó. Ngọc này hiện giờ có đồ set nên mới dùng anh em, chứ bình thường là ép run quất tôi cũng không có dùng luôn, dùng duy quýt tin không à. Rồi 83 luôn nè, không rồi cái khiên thì ép nó cộng với khác nữa, element của mình nói chung là full rồi thì không cần ép element nữa. Lightning Potion Mana, ok. Tôi bây giờ tôi chỉ ép kháng thôi anh em, chứ mình full rồi, mình không cần ép cái khác nữa. Ok, giờ vẫn ép vô cái giáp này kháng luôn ha. Kháng gì? Tôi cho kháng tấm lòng hết anh em. Như cái này còn hai viên phai. Hai viên phai đúng không? Và tấm lòng đúng không? Đó. Tiếp. Rồi. Làm mấy cái kia là gì? Một khâu một lightning, hai viên potion. Một lightning nè. Một khâu nè. Hai potion nè. Rồi cắt vô. Là full luôn em. Tôi nhớ ở trong đây đâu có dùng chiêu linh được đâu mà sao ở đây vẫn dùng được ta, hay là do mình mặc đồ set. Rồi cộng vô anh em. File đúng không, file đang 83 đúng không, cộng vô nè tâm. Ý nhầm anh em, sai nó cộng khác chết rồi. Cái size này nó cộng khác anh em ơi, tôi quên, nhầm 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 to rồi anh em ơi. Có nghĩa là cái size này là nó cộng khác nha anh em, chứ nó không có cộng giờ mo được, tôi quên. Rồi mắc cái viên này vô rồi, nó sẽ cộng thêm summon Millicent Ristam. Sai sai sai. Rồi có cái nào maximum dam không? Ai Lenin, nói chung là reset không à, không có nào maximum. Rồi chịu anh em, mình dùng duy quýt mình ráp tin vô thôi chứ chịu rồi đó đúng không. Rồi để tôi kiếm cái Rayton kìa. Rayton bị hit. Ví dụ như mình em muốn rap tin cái gì thì anh em có thể ra ngoài đây xem nè. Rap tin rap tin. Đi quick rap tin. Cuve
ship à, kéo xuống quần phần quýt rất tinh. Đây anh em, mình cần chỉ số gì thì mình ép cái đó vô đây ha, mình đổi kháng này giờ hết cần anh em, nó full kháng rồi đúng không, kháng mình là giờ hết cần rồi đó. Giờ mình cần cái gì, like mình là tâm bơ hít bèo phục kết bèo đam. Rồi ok, sử dụng Layton Bơ Hít đi ha. Rồi thì Layton Bơ Hít nó đây anh em, như đây nè, như anh em có thể đổi ha, bấm add ra đổi chỉ số trên mode một lần thì nó đổi qua chỉ số khác, đổi trong các số trong đây, khi nào cần cái mà anh em cần ép thì anh em dừng lại. Ví dụ như tôi đang, nó đang là ở Magic File đúng không, thì tôi trên mode chừng nào mà nó ra cái dòng mà Layton Bơ Hít thì tôi ngừng lại, thì để ép được thì nó cần 25.000 tiền nữa, mỗi lần mình ép thì 25.000 tiền ha. Còn cái này là nó chưa có chen cái gì hết nha, nên nó chưa có để mà ép, chưa có số lượt ép, thì mình phải bỏ cái viên Raiton Aram Raiton này vô, thì mình trên mất thì nó được, sẽ được 5 chen đó, là mình ép được 5 lần ha. Rồi thì mình giờ mình dục dưới vô nè, cái nào cũng được, vàng cũng được, mà cái thường cái trắng này nó cũng ra nè. Rồi nó sẽ ra Lighton Behit cho anh em đó, 2% luôn rồi không, quá ngon đúng không. Rồi ép vô nè, cái này nó khơi đen là không có Lighton Behit nha anh em, ép vô đó, nó sẽ cộng các dòng của cái duit của mình, bởi cái gì có gì là nó cộng như hết, và cái vàng nó vẫn ra cái kia thôi. Đó, 2% này không, hai cái nó lên tên mà hết, mình lên 4% rồi đó. Rồi, vẫn vẫn quăng vô tiếp nữa, quăng vô tiếp đó, 2% nữa này không, lấy mình bèo đam gì đó. Đó còn hai lỗ đúng không, mình vẫn ép Layton Bơ Hít anh, mình thích chỉ số gì mình ép chỉ số đó, Layton mana gì vậy? Maximum dam. Rồi còn cái nữa mình drop tim lên ép vô hơi, rồi mana bầu máu nữa nè đó, cái này hết luôn rồi. Ví dụ như anh em muốn có gen nữa để anh em ép á thì phải bỏ cục Layton vô, còn không bây giờ là mình có ép thì nó cũng không ra nha em. Bây giờ mình có trên mớt thì nó đổi cái cờ dòng thôi, chứ nó không có ra cái màu cam nha. Đó, nó đổi dòng không, nhưng mà nó không có ra cái màu cam, mình phải ép cái cục Raiton vô thì mới được. Rồi còn một cái thì mình ép cái này vô luôn nè, cộng gọi là chữ nhỏ luôn nè, quá nhiều dòng á hồi nãy bị nhầm viên 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 kia nè, mấy cái viên ngọc này là mình ép cho amo thì nó mới kháng maximum ha, còn mình ép cho cái khiên là nó khác, nó tăng cái khác không, tôi quên nè, anh em nhớ nha, rút kinh nghiệm nha. Rồi khi mà đổi qua này đó, rồi khi mà anh em sao ta, anh em ép xong rồi đúng không, này tôi đang chỉ luôn thêm phần Greenwork luôn rồi nè. Anh em muốn, ví dụ như anh em muốn tăng chỉ số lên đúng không, tăng chỉ số lên, nhưng mình kháng full rồi thì mình không cần ép kháng nữa, mình nên mua mấy viên gọi là Magic Tích Up anh em, mà Magic Tích Up này nè,
mình ép vô. Đây cái liều cấp của mình đang là 132 đúng không, mà cái đồ của mình requi level của nó chỉ là 180, nguyên bộ đồ set này là requi nó chỉ là 80 thôi nè. Đó thì anh em có thể ép được cái viên này lên, mỗi viên thì nó cộng thêm 4 level. Hiện đây là 3% đúng không, element, nhưng mà mình đã full rồi, mình ưu tiên nhưng mà nó đã full rồi, mình không cần ép nữa. Mình ép cái nào nó tăng cái khác đi, ví dụ mình ép tăng đỡ nè đúng không, mỗi cái ép được 5 cái đen 5 cục bên em, bow defense nè, ví dụ cái giáp này nó cộng đỡ nhiều đúng không em, nó cộng đỡ nhiều thì mình sẽ ép cái cục nào liên quan đến đỡ để nó cho nó tăng nhiều hơn nữa, gấp đôi luôn ha. Chain defense, ok. Tôi sẽ mua 5 viên này, 1 2 3 4 5. Với 5 cái viên này bow defense nữa nè, 1 2 3 4 5. Ok, tôi ra tôi ép cho anh em xem ha. Rồi, 15% chain defense. Nó tăng cái gì? Rồi phải lấy ra anh em, lấy ra mới đeo vô được. Hiện tại là defense của mình là nó như đây phải không? Death của mình 3.000 mấy đúng không? Defense của mình 35 đúng không? Ép mấy viên này vô coi. Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Anh em ép một viên nữa, nói chung là nó chỉ được 5 viên anh em. Ví dụ tôi mua viên nữa tôi ép vô là nó không được nha. Đó, nó chỉ được mỗi thứ là 5 viên thôi. Ok, chain defense của mình tăng lên rất nhiều rồi ha, tăng lên tới 200% rồi ha. Mặc vô đây. Đó, tăng lên mana nữa nè. 35.000. Ok, bây giờ mình ép thêm 5 viên này do nó cộng thêm bow defense nữa anh em. Chú ý cái cấp nha, đang 104 rồi đó. 4 bow defense nè. 8 nè. Chỉ được 5 viên nè. 16 20. Rồi đang cấp 120 nè. Đó, lên lên đúng không? Lên 39 ngàn luôn rồi đó. Đó, tăng defense nào đó không? Rồi. Tiếp tục anh em. Mình coi mình cần chỉ số gì nữa thì mình bao vô. Life Legend per second. Có nghĩa là cái này là hồi máu trên giây anh em. Có nghĩa là một giây nó sẽ hồi 15 máu. Đúng không? Hit recover nè, cái tăng cái phần trăm hồi máu nữa nè, đúng không? Rồi tôi ép cái Light Descent đi, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi hit recover cũng được nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi anh em lưu ý là nó phải cái cấp này nè, nó phải nhỏ hơn cái cấp mình nè, mình mới đeo được, chứ mình ép ví dụ như đây mình đang cấp 132 mà nếu cấp 35, 135, 136 là kiểu như là dục luôn á, là không có đeo được đâu á. Ok chưa? Rồi đang 120 đúng không? Ép tiếp. Chưa ép cái like này đi. 124 nè. 128. 4 cấp nữa là 132. Là full luôn anh em ơi. Thôi. Vừa đủ mặt nhưng mà thôi 228 được rồi nè. Rồi lấy cái bao tay ép tiếp. Rồi. Ok, cái bao tay này thì anh em thấy nó để giữ là lock bia không? Lock bia, cát bia đó. Lock bia là cái lock chain này nè. Đó, 48% phải không? Cộng mana quá trời. Rồi thì bây giờ mình tăng chỉ số nó lên nè. Nó có cái nào lock bia, lock chain gì không? Lobby đây, lobby của mình đây ha, là cái chỉ số đỡ.
6%. Thì giờ mình mua cái lốc bia nữa. Ưu tiên cái nào nó có rồi anh em, tại vì nó cộng thêm phần trăm thì nó cộng thêm sẽ rất nhiều. 1 2 3 4 5. Rồi ok, mình đem ra mình ép bao tay từ từ đi, ép cái khiên trước đi. Cái lốc bia mình đang là 38% đúng không, trên đọc xuống 38 đúng không, ép vô 44 này thấy không, tăng rất nhiều nha anh em, nó tăng cái phần trăm đó thì tăng rất nhiều nha. Còn nhiều 50, 56, 62, 68. Anh em sẽ xem cái lobby nó tăng nè. Đó, 48% nữa chưa. Là bây giờ mình đỡ là siêu siêu nhiều luôn rồi anh em. Nó đang cấp nhiều à, 100 anh em, phần vẫn đôn được nữa. Và bây giờ mình sẽ đôn hit recover ha. Hit recover. Đây đang 6%. Hit recover. 1 2 3 4 5. Rồi 120 rồi anh em. Đôn cái nữa vẫn lên được chân defense. Chân defense cũng được. Đang là 1942 đúng không? Bước cái này vô thử nó lên nhiêu. 2k. 324. Cộng này thêm hồi máu trên dây nữa. Rồi 128 được anh em. Dùng cấp cao cấp giờ lên 4 level nữa là 132 được, vừa vẫn đủ mang nhưng mà mình thôi vậy đủ à. Đấy. Cộng kẹp full luôn rồi không. Rồi cái áo mình 128, cái này cũng 128 à. Giờ mình tiếp tục tới cái bao tay. Clip này sẽ dùng để mà mình ép đồ set thôi nè, chứ không có làm nhiệm vụ ha. Rồi cái bao tay này đang cấp 80. Ok, giờ mình ép cái gì lên cho nó mình cần chỉ số gì nữa đây. Anh em quýnh rớt nó vẫn rớt cái gọi là magic tích ớp anh em. Đây, cái này nó tăng thêm rất là nhiều chỉ số ha. Thì cái này nó cũng mấy cái viên ớp này nó cũng giống như cái viên viên này nè. Nhưng mà nó tăng nhiều hơn. Cái này là nó quý binh. Này một xíu nữa mình sẽ ớp cho cái cây quý binh để cho nó tăng ha. Nó cộng thêm 15 bên phút kết nè, 30 đam demon nè, 3 bell đam. Và cái level nó level review của nó là tới 10 nha. Cái kia 4 này 10 ha. Rồi, giờ mình đom cái bao tay. Và phan mình ép ngọc cho cái cây này luôn đi. Cây này có 3 lỗ đúng không? Thì giờ mình muốn ngọc gì anh em muốn ngọc gì ép ngọc gì. Kháng thì full rồi, mình không có cần kháng nữa anh em. Kháng full rồi, không cần ép kháng nữa. Và cái ngọc kháng, cái ngọc này cộng gì để coi, bêu đam. Giờ mình cần bêu đam đi, ngọc trắng này cũng bêu đam nè, bêu phúc kết, exchange đam, light up the kill, mana to kill, maximum dam cũng ngon anh em, năm mà có năm element dam, element dam cũng ngon anh em, nó cộng thêm dam nguyên tố. Rồi mình ép cái element dam đi ha. Hai viên anh em.
Rồi mình ví dụ mình có thích thích ép ngọc thì ép ngọc ha, còn mình không thích ép ngọc thì mình ép vi quýt anh em, không như Lighton Bihis rồi nè, này mình hết cái viên Rayton là mình hết cái chanh là mình không ép được cái gì, mình không có rắp tin vi quýt được, thì có cái nào mình ép cái đó, mình ép hai viên ngọc với cái vi quýt vô đây ha. Thằng Đàm và đưa đàm anh review rồi, anh em thích ép ngọc ép, còn anh em thích ép di quýt thì ép nào cũng được. Rồi cái bao tay anh em tiếp tục mình rồi tôi ép luôn cái cục này luôn nè, cục 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 này vô quý bên luôn ha, nó là đang là nhiều, đang cấp 90 đúng không, tôi ép vô nó sẽ tăng lên 100 tại vì nó reweal level nó tới 10 lần và nó cộng thêm cái chỉ số này vô đây chưa, đó cấp 100 nè. Rồi cái viên ốp đó của ông Odin rất mạnh nha anh em, còn anh em nào không biết cái viên ốp đó thì qua đây qua phần mid nè. Đó là gì ta, anh em mà Uniware mới tích đó ha, này anh em anh bính quái nó rớt Edbow cộng 10 level này không đó, như mấy cái này nè rất là nhiều chỉ, cái viên này cộng nhiều chỉ số hơn cái kia ha, như cái viên vũ khí của mình nãy là mình lượm cái viên Udacin đúng không, Udacin Pyrite này nè, đó chính là viên này đó là mình ép rồi á. Còn lại thì đây anh cái này nói chung là cũng mà mo đúng không, mà anh em cần chỉ số gì nữa thì anh em ép cái đó thôi, hit recover này, maximum dam nè, bell phúc kết dam reduce, ok maximum dam element resist thì khỏi, bell phúc kết 6 rồi, ví dụ như mà anh em này là quý binh ha, Ichan Dam, Maxim Dam, Physic Dam cộng 12%, Chan Rotten Low, Dead Try 1, 2, 3, 4, 5 đó anh em muốn cộng Dead Try thì ép cái Dead Try vô đó, 104 cục này cộng cho vũ khí nha anh em, với bên only á, rồi 120 cộng được hai viên nữa nè, mana ton bơ hit light ton bơ hit mana 5 dưa light melee attack 25. Rồi thì muốn cộng Lighton mới hit thì đây anh em cộng viên này vô 3%, hai viên 6% là 28 là được rồi đó, Lighton mới hit 7% rồi không đấy. Rồi cái găng tay này thì tiếp tục là mo anh em, hoặc là cái viên anywhere này nè, anywhere này thì anh em quýt này cái nào cũng được ha, file bell lá nên bell physics magic bell nè, ok physics magic bell ha, 1 2 3 4 5 nó tăng đam vật lý với đam phép của mình lên 2%,
Cái này bao tay nó cộng sẵn nè, lên 21 luôn kìa. 23, 25, 27% phải không? Cấp 100 rồi đúng không? Cộng thêm anh em. Thêm cho nó. Call, person, magic file. Cái này mấy summon này dùng cho con pháp sư anh em, Neuromancer, còn mình không không chơi pháp sư, mình không cần ép gì đó anh em. Beldam, Lightning. Rồi, cái bao tay đúng không? Rồi anh em giờ cần thêm chỉ số gì nữa nè. Maximum dam, hit recover, lock beer. Cần cái gì mình ép cái đó. Bow defense, light. Ok, light bơ dây đây anh em. Hay là cái hay là hit recover. Hit recover cũng được anh em, tốc độ hồi máu. Còn này máu hồi trên dây. À, tốc độ hồi máu đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Mình kháng là mình bất tử là mình tốc độ hồi máu nữa thì trăm luôn ha. 116, rồi 120, ép được 2 cục nữa nè. 2 cục nữa ép gì? Anh em thích ép gì? Recover là có rồi đúng không? Máu hồi trong dây đi. Rồi, hai cục này nữa. Rồi 128 là được không trên em? Rồi. Ok ha. Rồi clip này chắc tới đây là được ha anh em. Đủ rồi ha. Nói chung là sau khi mà anh em ví dụ như ép độ lên quốc thì cầm độ quốc quýnh cũng mạnh ha. Còn không thì anh em lượm được đồ set thì đó ép vô, tôi chỉ anh em ép để mà nó tăng maximum kháng rồi đúng không, là full này đó anh em, cứ ép mấy ngọc tăng kháng nó là full kháng rồi đó. Giờ gần như là bất tử rồi anh em, là thêm mấy cái khác nữa, mình ép xong cái kháng đó rồi thì mình ưu tiên ép mấy cái khác. Rồi giờ là bao mạnh luôn ha, bao mạnh bao ấy luôn. 21 mình lượm được cái set nào ngon hơn nữa thì mình thay anh em, còn hiện tại thì mình dùng cái set này ha. Rồi kết thúc clip đây nha anh em, run work của cái phần đầu set đây ha. Clip sau thì mình sẽ tiếp tục làm mấy cái uber quest của cái phần game này ha. Rồi anh em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Thank you very much.